đây cậu thương quá. Đúng vậy đó. Chúng ta sẽ có hai lượt chơi, mỗi lượt ba người, đòi được bốn người thì sẽ có một người chơi. Không chơi. Đúng rồi, lượt đầu không chơi nhưng lượt sau sẽ chơi. Thì chúng ta sẽ mặc một cái áo của đội mình vào, hai đội cùng nhau xuất phát tại điểm xuất phát màu đỏ và màu xanh. Thì điểm xuất phát của đội này chính là điểm kết thúc của đội kia. Đội nào về đích trước ba người mình chạy qua bên đó, đó, ta chạy qua bên đây chiến thắng. Và chúng ta sẽ đếm hình giật được, mỗi hình là bao nhiêu trái được quan tâm, một hình là tính một hình. Và hình đó chúng ta phải cầm trên tay, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta giật được từ áo của đối thủ và phải cất luôn. Đúng vậy, sau hai lượt chơi đội nào nhiều hình hơn đội đó thắng. Ai rớt xuống cầu bước về vị trí đầu tiên đi tiếp. Go. Yeah. Hai. Ôi, chạy. Cố lên Lục, cố lên. Hey, hey, hey. Đúng rồi. Chưa rớt trước khi mà đạp tấm đỏ rồi. Hiện tại chưa được về. Cô về rồi. Ủa, cả ba cùng về mà. Ba người mới được tính. Người này mạnh đi trước, yếu đi trước là thua rồi. Trời ơi. Ép hai mé đã bắt rồi. Bà Lan Ngọc có làm gì vậy? Gì vậy Ngọc? Rồi, đợi Đức Vinh, Mi E, Thiên Ngân chiến thắng lượt này. Yeah. 2 4 6 8 10 12 15 17 20 21 20 21 22 23 24 25 26 26 xin chúc mừng. Em muốn đổ thọ. Bây giờ em nghĩ Hồng Thanh ở đội em là một thất thế à. Không, không, hồi nãy em nhìn Hồng Thanh anh nghĩ là ở nhà chắc lì lắm. Hồng Thanh vừa nhào lên bé. Trời ơi, bị sáng đầu mà gọi là quỳ vậy nè. Đừng trong khi mình có thể đẩy người yêu mình xuống. Đúng vậy. Nhưng mà không đẩy. Đâu phải ai chơi như em đẩy đi mình chưa. Hôm nay lại quyết định sát phạt á, em với Mia đối đầu á em. À. Rồi á, ok. Trời ơi. Chơi nhá, không để tình anh em nhé. Không để tình. Như vậy là lượt đầu tiên là Lâm Vĩ Dạ không tham gia thì lượt này phải tham gia và một người khác không tham gia. Cho bé Ngọc nghỉ đi. Ủa tại sao không ai cho tôi nghỉ hết vậy? Rồi, mời đổi áo. Trời sợ. Sẵn sàng chưa? Go. Anh Vinh. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Ôi chừng té. Ôi. Không đi được. Ai vậy?
chưa, còn Thanh nó gì? Em tới rồi, em tới. Anh chưa tới được. Lần xuống đi, em tới xuống đi. Mới tính mà. Em tới rồi. Anh cho tôi đi từ. Cho em nè. Đi đâu vậy? Đi qua luôn, đi qua luôn. Từ từ đi. Đi qua nè. Tới luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Ủa, em sao vậy? Thanh là đầu hàng trước kích. Để cho em nè. Lấy đi. Hả? Đừng đãi đau. Ủa, có đâu. Đội mình về rồi đó. Mai mốt bớt mời mấy người đang yêu nhau chơi. Thí dụ mà mình mời hai người mà đối thủ với nhau thiệt thì nó khác. Mình hơi buồn hồi mời em rồi. Đã góp phần cho đội em thua. Muối tiêu chanh rồi. Ủa, ê dạ còn qua được mà muối tiêu chanh nữa. Mình chơi hai lượt á mà mình thắng hai lượt rồi đó. Đếm chi? Đếm chi rồi. Không còn phải đếm chi nữa. Độ máu. Vì cái gì? Gì? Anh em tôi đổ máu vì cái gì? Vì đôi tình nhân này à? Thôi đừng đừng trách mấy bé nữa đang yêu mà. Được bao lâu? Như vậy là thưa quý vị là đội Trịnh Thị Minh đã thắng hai lần liên tiếp. Yeah. Thì chúng ta không cần phải đếm được bao nhiêu cái hình trái cây nữa, hai lần là họ toàn thắng rồi. Hồng Thanh qua đội kia luôn đi ạ. Thôi à. Đội em không cần. Thôi em sẽ làm lại. Mới có vòng đầu thôi. Đúng, đúng đúng đúng. Tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ Hồng Thanh đi qua đó luôn đi, cho Trương Thế Vinh qua đây. Anh lộn. Ủa, sao em chơi ạ? À? Đi qua bệnh đi. Tôi nghĩ Hồng Thanh qua bệnh đi, Thiên Ngân qua đây. Nữa. Nếu chúng tôi thua. Nhưng mà đội em cũng không cần luôn. Trời ơi, vậy? Để anh đi về đi, em đi về đi. Đội em không cần, đủ người rồi. Ê, chắc đi về là đều người luôn á. Không phải. Đều ơi. Em đi về đều người luôn á. Em hiểu cảm giác của Hồng Thanh lắm. Thì bây giờ nếu mà vòng 2 mà thua nữa thì cho Hồng Thanh chịu hết phần bạc đi. Bây giờ phân tích nè. Nãy tới giờ là Thanh là chơi bằng cách gọi là muốn sự sợ sệt lan tỏa từ căn hộ đó tới đến ngày hôm nay luôn. Bây giờ mà chơi hơn bả thì đấu được, mà đụng bả đẩy bả đấu được. Còn bây giờ mà về chung một đội mà chơi và chơi dở gặp Ngọc đẩy không được á. Ê, ông làm gì ông nhường chị Ngọc như vậy? Anh làm gì mà anh trẻ hơn được, anh chơi hơn lại em được, anh già rồi anh chơi hơn lại. Đường nào cũng chết. Kinh nghiệm quá ha. Kinh nghiệm đầy mình. Cái phương án tốt nhất là đi về bây giờ. Đúng rồi. Anh Lục. Dạ. Ngọc tên em một lần thôi. Bây giờ nếu mà vậy thì thách đấu đi. Thách đấu. Thách đấu hả? Thách đấu mi e. Không, bây giờ em nói thiệt em sẽ nhường đội mọi người vì anh Thanh. Em thật sự em sẽ... Em về đạo bên đó. Mọi người, mình chơi đi, mình đừng có nhường nhau nữa được không? Chơi đi. Bây giờ khoan, cho tôi qua đó đứng đi. Cái vị trí bên đó đang rất tốt. Mà thua mà, vị trí bên này thua. Không, nhưng mà tôi biết là cuối giờ sẽ thắng. Cho tôi đứng bên đó đi, cho tôi bên đó. Tập vừa rồi anh thua. Đứng sai. Chỗ mi e rồi, chấp luôn em. Trời ơi. Chỗ mi e giống như là linh vật vậy. Bây giờ mời thằng này. Bây giờ vậy, bây giờ mình vẫn chơi tiếp tục. Mà mình bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ chơi một cách công bằng. Đúng, mời đứng trước hàng triệu khán giả mộ và nói một câu gì đó. Giả biết mình sẽ coi chơi công bằng. Tôi, Hồng Thanh. Trời khoan, bé cái đứng làm vậy. Sao nói chuyện? Bé cái làm vậy sao nói chuyện? Em đang khởi động thôi. Tôi, Hồng Thanh, xin hứa hôm nay chơi với nụ cười xuân. Không, hứa vậy không hứa. Tôi là cái gì Hồng Thanh? Nguyễn Hồng Thanh đến từ là Đồng Tháp. Ông ấp xã đàng hoàng. Quận 2. Xung quanh tôi là hàng triệu dân cư đang nhìn vào chúng tôi. Dạ. Chúng tôi hứa, chúng tôi hứa trường chúng tôi sẽ đại nghĩa diệt thân. Đại nghĩa diệt thân. Chết luôn. Trời ơi, người ta ngồi nó không dám đứng luôn đó. Trời cho đứng mới đứng nha. Ok, dễ. Tính ra cuộc sống em áp lực hơn với anh đến lượt nhiều á. Sao đâu mọi người. Rồi, vợ anh mà ngồi là anh nằm luôn. Tôi ít là thấy vợ tôi ngồi nằm á. Tại vì khi họ đang ngủ sáng sớm tinh mơ tôi phải đi làm rồi. Tôi về lúc họ đã đi vào giấc mộng tôi mới dám rón rén vào ngủ. Rồi bây giờ em hứa một em sẽ lấy lại vòng 2 đi. Vòng 2 chưa? Dạ vòng 2. Chắc không? Dạ chắc. Vòng 2 xin được phép bắt đầu.